Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả các chú anh chị nha. Ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với quý vị một nội dung, đó là nghệ sĩ Thanh Điền vừa lên tiếng về câu chuyện của nghệ sĩ Vũ Linh. Thưa các chú anh chị, nghệ sĩ Thanh Điền thì biết đến là chồng của cô Thanh Kim Huệ. Thì hai người rất là nổi tiếng trong vở tuồng Nghêu Sò Ốc Hến, không? Nổi tiếng qua một thời gian rất là dài, tới thời điểm này người ta vẫn còn nhớ cái vai diễn đó. Thì kính thưa quý anh chị, mới đây thì trên báo Thanh Niên có chia sẻ nghệ sĩ Thanh Điền thấy buồn cho nghệ sĩ Vũ Linh mất rồi cũng không được yên. Kính thưa quý anh chị, làm sao mà yên được khi mà gia đình coi như là con cháu, chú cháu, cô cháu coi như là giành giật tài sản với nhau, coi như là thưa kiện nhau phải đưa đến dẫn cái con đường ra tòa, thì làm sao mà coi như là yên được, đúng không quý anh chị? Một phần á, là quý vị khán giả người ta rất là coi như là mến mộ chú Vũ Linh. Tới thời điểm này thì mộ của chú thì vẫn còn nhiều người, những ngày cuối tuần họ đến viếng rất là đông nha quý chú anh chị. Cho nên là ngày hôm nay em muốn chia sẻ cho quý chú anh chị một cái nội dung, đó là nghệ sĩ Thanh Điền vừa lên tiếng trong báo Thanh Niên như thế này. Em chia sẻ xong thì chúng ta cùng tiếp tục cuộc trò chuyện này nha. Nghệ sĩ Thanh Điền thấy buồn cho nghệ sĩ Vũ Linh mất rồi cũng không được yên. Tôi thương cho Vũ Linh ở chỗ đến giờ vẫn chưa được yên, đó là nỗi đau của người ở đã khuất, nghệ sĩ Thanh Điền một bạch. Hôm ngày 17 tháng 6, nghệ sĩ Thanh Điền đến dự buổi ra mắt dự án đêm của Cười 3 do Cát Phượng tổ chức, chia sẻ với Thanh Niên. Nghệ sĩ Thanh Điền cho biết dù trở lại hoạt động nghệ thuật với niềm đam mê cháy bỏng nhưng vẫn chưa hết quên biến cố mất người bạn đời, đặc biệt diễn viên Cái Bóng Bên Trong luôn hướng niềm tin rằng nghệ sĩ Thanh Kim Huệ chỉ đang đi diễn ở xa. Thỉnh thoảng tôi mơ thấy Thanh Kim Huệ, nhưng đều là những lúc đi hát chung từ khi Huệ mất. Khi ngủ lúc nào cũng ôm cái gối kế bên. Tôi không nghĩ Huệ lúc nào cũng bên cạnh mình, ông trải lòng. Tôi nghĩ lúc nào cũng bên cạnh mình. Một tuần trước khi mất, vì hiểu được tình hình sức khỏe của mình nên nghệ sĩ Thanh Kim Huệ đã dặn dò con cháu phải chăm lo cho Thanh Điền. Bà cũng gọi gia đình lại để phân chia mọi thứ rõ ràng mới âm thầm mới an tâm rời khỏi tạm. Căn nhà ở đường Sư Văn Hạnh, vợ chồng cho con trai với cháu nội, những cái đó mình giữ làm gì? Chúng tôi đâu còn ai ngoài con cháu, nghệ sĩ Thanh Điền cho hay. Bận rộn với công việc nghệ thuật, xong cứ vài ngày nghệ sĩ Thanh Điền lại dành thời gian lên mộ thăm Thanh Kim Huệ. Mỗi lần không làm gì, thấy nhớ vợ là tôi gọi tài xế chở lên. Có khi 2-3 ngày đi một lần, dù khoảng cách từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương cũng xa, tôi vẫn mong kiếp sau được gặp Thanh Kim Huệ. Tôi nghĩ điều đó còn phụ thuộc vào duyên số, ông bộc bạch. Ở tuổi 76, nghệ sĩ Thanh Điền luôn có ý thức việc giữ gìn sức khỏe, kể cả có đi diễn hay không, ông dành thời gian tập luyện thể dục, thể thao và nói không với rượu chè, thuốc lá. Hiện tại, Thanh Điền vẫn miệt mài với hoạt động nghệ thuật, ông thấy vui khi được mời đi diễn vì nghĩ mình vẫn còn dùng được. Vì chuyện cách xe, nghệ sĩ Thanh Điền không đặt nặng. Đi quay phim, tôi không bao giờ họ đòi hỏi thù lao với nhà sản xuất. Người ta thấy giá trị của mình thì sẽ tự trả tương xứng, diễn viên Đất Phương Nam tiết lộ. Thời gian qua, vụ lùm xùm khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời được nhiều người quan tâm. Nghệ sĩ Thanh Điền nói ông thấy buồn cho Vũ Linh vì đã mất cũng không được yên. Tội nghiệp nhất là những người đã khuất. Bây giờ trên mộ Vũ Linh cũng vậy, có nhiều YouTube đến quay. Tôi thương Vũ Linh ở chỗ mất đến giờ vẫn chưa được yên. Còn những chuyện khác tôi không trách nhưng cũng không đồng tình, Thanh Điền chia sẻ. Diễn viên Thanh Điền 76 tuổi nói thêm ông cảm thấy phiền lòng trước việc YouTube đến quay clip ở mộ vợ mình và các nghệ sĩ khác, bởi theo nam nghệ sĩ, nghĩa trang là nơi người đã khuất an nghỉ, không nên gây ồn ào. Đó là những gì mà ông chia sẻ với báo Thanh Niên. Thì cái thứ của chú anh chị thì cũng phải thôi, một phần nào là chú chia sẻ rằng là phiền lòng như các YouTuber quay đó, nhưng mà theo góc độ ở chỗ như thế này. Chú là chú phiền lòng vì chú không làm liên quan tới YouTube, đúng không? Chú rất là, nói thẳng ra chú Thanh Điền thật sự là chú cũng rất là khó tính.
Khi mà ví dụ như là YouTube mà đưa cái thông tin gì không đúng về chú hay hoặc là những gì mà liên quan hay nói chung là có góc độ dính dính về chú đó là chú hay lên đính chính hoặc chú lên chú nói. Thật sự chú cũng người lớn tuổi mà thì chú cô chú anh chị biết rồi cũng khó tính. Thì chú nói cũng đúng vì rằng là trên trên mộ trên nghĩa trang á thì YouTuber hiện giờ người ta cũng quay trên đó nhưng mà thật sự chú không hoạt động bên YouTuber thì có thể là chú không hiểu vấn đề là người ta đưa cái thông tin nào mà nhiều người xem, nhiều người ủng hộ thì họ sẽ bu họ đưa cái thông tin đó thôi. Đó là cái trend nên thì chú cũng không trách người ta được tại chú đâu có làm YouTube đâu, còn người ta làm YouTube. Cho nên có nhiều người nói đặt ra cái câu như thế này, tôi thấy tôi cũng buồn. Nhiều người bảo rằng là cần cờn này kia kia nọ đó, coi như là lợi dụng cái nỗi đau của người khác để coi như là trục lợi này kia kia nọ. Nói thẳng với cô chú anh chị á, nếu mà những người YouTuber mà họ không ở đó họ chia sẻ những câu chuyện thì quý vị có biết hết tất cả cái câu chuyện diễn ra hay không? YouTuber người ta là những người ta chia sẻ câu chuyện, người ta đến quay phim, người ta cũng chưa có phá phách, người ta cũng chưa có gọi là xúc phạm bất kỳ những người nào đến viếng, người ta chỉ đưa những trải lòng những cái thông tin như thế thì chúng ta cũng nên thông cảm cho họ. Bởi vì sao? Bởi vì họ đưa thông tin nào được nhiều người ủng hộ thì họ đưa thôi. Cho nên đó là không thể nào mà trách hay hoặc là nói là phiền lòng hay như anh chị có thể phiền lòng nhưng người khác cảm thấy hài lòng và vui lòng nữa là khác. Vì họ được cập nhật mỗi ngày trên các kênh, họ biết rằng cái sự việc đó họ muốn quan tâm tới người thần tượng của mình. Ví dụ những cô chú anh chị ở Mỹ đi, ở Cà Mau, ở ngoài Bắc, ở ngoài Hà Nội đi, quan tâm tới chú Vũ Linh thì hàng ngày họ sẽ vào kênh nào họ xem à? Nếu họ thần tượng đó, họ nào xem thì lên những kênh nào mà họ chuyên đưa câu chuyện tại mộ chú Vũ Linh đó thì họ vào đó họ xem, họ theo dõi trên trang đó. Cho nên là họ rất là hài lòng, còn những người mà cảm thấy phiền lòng thì họ đâu có xem. Mà đã họ không xem thì mình quan tâm để làm gì? Mình quan tâm đến những người nào mà họ xem, họ cảm thấy rằng là coi như là cảm thấy mà hài lòng về những gì người ta chia sẻ thôi. Còn những người mà phiền lòng thì họ không có quan tâm tới đâu. Thật sự đó là như vậy. Cho nên là chú không có làm về vấn đề này, không có làm về chủ đề này thì chú cũng thông cảm cho các anh em. Vì trong cuộc sống mưu sinh thì có những cái là thông tin họ cập nhật liên tục như thế để cho mọi người vừa thứ nhất vừa được xem mộ của chú. Thứ hai những người đó thì họ cũng ở đó, họ cũng lao, họ cũng nhang đèn cho chú. Không, thật sự nói với chú Thanh Điền một điều như này. Chú cũng thấy hồi xưa giờ từ lúc mà nghệ sĩ cải lương có người nào mất mà được nhiều người coi như là họ đến họ viếng quay kính như thế mà đông nghẹt như thế không? Chú thấy không? Nó rất là nhiều người coi như cho nên á chú cũng đừng có phiền lòng coi như là cuộc sống mà thay vì những người này người ta không đi làm cái này, người ta không đi làm cái kia, gọi ta lỡ ta đi ăn trộm rồi sao, đúng không? Lỡ người ta đi ăn trộm rồi làm sao? Ví dụ đi, con nói với chú ví dụ như những người này người ta đi ăn trộm, ăn cướp, vi phạm pháp luật rồi sao, đúng không? Đó, cái nghề nào cũng là cái nghề nên là chú cũng phải thông cảm cho mọi người, thấy không? Thôi đừng có chắc, đừng có móc gì cả, cuộc đời mà mọi thứ nó sẽ qua đi hết, thấy không? Mọi thứ sẽ là cây cỏi, mọi thứ sẽ là cát bụi hết. Trong cuộc sống của chúng ta thì chúng mình cũng biết rằng cô chú anh chị có tranh giành, có giành giật đi chăng nữa, thấy không? Giống như chú Thanh Điền nói là có sự buồn phiền về cái vấn đề của chú Vũ Linh mất rồi cũng không được yên, thấy không? Coi như là thứ nhất là những người ta đến viếng rất là đông, mà những người đến viếng thì cũng có những người đến quay, mà những người đến quay thì có những người đến viếng. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là trong cái chuyện lùm xùm về câu chuyện mà giành giật tài sản, tranh giành tài sản thì bây giờ chúng ta nói về cái câu chuyện tài sản của chú Vũ Linh. Nhiều người đồn thổi rằng chú Vũ Linh cái ngày mất là không còn tiền, nhưng mà tôi hỏi cô chú anh chị nè, vấn đề không còn tiền á thì làm sao có cái chuyện mà như là Hồng Phượng nói là lấy 4.000 mốt rồi Hồng Loan nói là lấy 5.900 để đi sửa xe, mà trong khi đó cái gia tài ông để lại có số tiền rất là lớn, không tài sản rất là khủng, đúng không? Đó, cho nên đó là trong câu chuyện này chúng ta phải suy nghĩ lại trong cái câu chuyện tài sản ha. Thật lòng ra vấn đề tài sản thì rất là nhiều nghệ sĩ tham gia, và trong đó có nghệ sĩ Kim Tử Long cũng đã lên một video clip rằng là Hồng Loan cứ yên tâm về cái câu chuyện mà Hồng Loan con là con của ba Linh thì con chắc chắn là trước hay sau sớm trước hay sau thì con cũng phải là cái người thừa hưởng tài sản của ba Linh con thôi. Thì chúng câu chuyện đó thì chính là những người trong cuộc giống như là Quốc Thanh rồi luôn cả cái Sở Thành
không? Ông Sạc Thành đó thì cũng vậy, thì cũng đã xác nhận rằng là đó, bây giờ là nó có, thứ nhất là nó Hồng Loan là cái người hợp pháp, thừa kế hợp pháp. Thì của chúng ta cũng thấy rằng hôm qua hôm kia gì trên cái con kênh của con Bánh Tét thì đưa ra cái đoạn ghi âm của những con người này đã nói chuyện về cái câu chuyện của Hồng Loan, là coi như là những người này đã có lên cái kế hoạch, coi như là muốn, coi như là cái tài sản đó. Mọi người khuyên rằng coi như là cố gắng dụ ngọt dụ ngon Hồng Loan, rằng là coi như là bán để chia chác cho cô Sáu, coi như là ví dụ như bán được 10 ngàn thì 10 tỷ đi, thì Hồng Loan có trách nhiệm là chia cho cô Sáu với chú Bảy là 50%, đó chẳng hạn là 5 tỷ mỗi người 2 tỷ rưỡi, còn 50% đó là bắt đầu là lúc đó Hồng Loan mới chia cho con, cho cháu này cái nọ, vì mọi người này đã cho rằng là Hồng Loan là con nuôi. Còn đối với những người trên mạng xã hội nói rằng vợ cho con nuôi con ruột đi chăng nữa, nó cho hay không cho là quyền của nó. Mọi người này không cần thiết phải đưa ra coi như là cái câu chuyện mà phải làm như thế này, phải làm như kia, không việc gì nó phải làm theo các anh chị cả. Nó không phải mà làm theo bất kỳ cái điều gì hết. Vì sao nó cho hay không cho không quan trọng nữa. Cái quan trọng cái thái độ sống của các anh chị, đối xử với nó như thế nào. Dù cha nó có di chúc miệng hoặc có dặn dò lại như thế mà không có quay phim chụp ảnh, không có bằng chứng lưu lại thì cũng bằng thừa, đúng không? Vì tài sản nó thừa hưởng, thấy không? Vui nó cho, buồn nó không cho, không ai làm gì được nó nhân. Đúng không cô chú anh chị? Không ai làm gì được bé Loan nó nhân á. Cho nên á là coi như là khôn mới ngoan tới cửa quan mới biết. Mọi người cho rằng là tài sản là của anh mình, Loan nó chỉ là coi như là cái đứa con nuôi thôi, mà coi như là một giọt máu đào còn hơn ao nước lã, coi như là mọi người thân thân bằng quyến thuộc. Vậy thì câu hỏi tại tại sao mọi người không được chú Vu Linh trước khi qua đời, thấy không? Đó coi như là trước khi qua đời coi như là cho mọi người nhập hộ khẩu hoặc để lại di chúc rõ ràng. Nhưng mà có một cái thông tin như thế này nè, có giống chị, có một thông tin là con Phương Anh Châu nó nói như thế này, nó nói rằng là chú Vũ Linh là coi như là lúc mà lâm chung mà lúc hấp hối á là có viết lại bằng tay coi như là di chúc miệng, là ông di chúc đàng hoàng, nhưng mà là Hồng Loan đã xé đi rồi. Cái chuyện khó gì cũng nghĩ ra được nữa trời. Như là Hồng Loan bây giờ là trung tâm của vũ trụ, coi như là cái chuyện gì xấu xa, cái chuyện gì mà coi như là ghê rợn nhất là đổ cho Hồng Loan. Nhưng mà mình thấy cái thái độ của Hồng Loan á, nó không có như vậy. Hồng Loan nó rất là bình thường, nó không có một cái thái động thái gì cả. Còn chúng ta thấy rằng trên những video clip mà Hồng Loan nói là lấy quyền gì mà đuổi ra, coi như là lấy quyền chủ nhà, rồi nó trong nhà nó có thái độ gọi là nó đuổi người này đuổi người kia, thì cũng thông cảm cho nó. Tại những con người này ép nó, đúng không? Nếu mà sống thái độ đàng hoàng, chan hòa thì làm gì có cái chuyện mà gia đình lục đục xào xáo như thế. Cũng sống, cũng làm trận, làm thượng, cũng làm cha, làm mẹ, cũng coi như là cái kiểu mà coi như là coi như là sống coi như là cô Sáu là coi như theo theo ông Phượng chia sẻ là cô Sáu trong nhà là quyền lực nhất, không coi ai ra gì hết, tuy rằng coi như là ăn nhờ ở đậu nhà anh mình vậy thôi, thấy không? Cái người thừa kế là Loan vậy thôi, chứ thật sự ra là ngon nhất vẫn là bà cô Sáu, đúng không? Coi như là Hồng Loan đó, cái chỗ đó nó quế thì nó lên như dài kèo, coi như là bùng kèo thôi, là coi như là quán hồn giật mình liền. Ủa, cuối cùng mình là ở đâu, vị trí nào trong căn nhà này ta, thấy không? Phải hết hồn thôi, có giống gì phải hết hồn thôi, làm sao không hết hồn được, thấy không? Chứ để coi như là coi như là trong nhà này, Hồng Phượng cứ nói cái câu trong nhà này quen rồi, coi như là trong nhà cái gì cái lúc cậu sinh thời cái gì cậu cũng hỏi mẹ đó, rồi trong nhà này ai cũng cái gì cũng hỏi mẹ, cái gì cũng hỏi mẹ, cái gì cũng hỏi mẹ hết đó. Rồi giờ mẹ đi ra đường luôn, cái gì cũng hỏi mẹ, coi như là cho biết mẹ là vị trí ở đâu luôn, thấy không? Cho nên đó là bây giờ mẹ cũng hết hồn rồi. Mẹ có clip như thế này nè, có một đoạn clip á, bà Sáu báo á, bà lên trên mạng á, bà đứng trước di ảnh của chú Vũ Linh trên bàn thờ của chú chị, bà khóc lóc, bà nói rằng ỷ ơi, bà nói anh Năm ơi anh ngã xuống rồi, người ta chửi gia đình mình quá trời luôn, anh Năm ơi anh thấy không, lúc anh còn sống là đâu ai dám đụng tới, trời đất ơi. Nếu nói vậy thì làm sao mà có chuyện Hồng Phượng nói má nó quyền lực, mà nó má nó quyền lực thì mắc mới gì bị mét ra chú Vũ Linh, đúng không cô chú anh chị? Má quyền lực má tự giải quyết chứ, đúng không?
ở đâu mà đi mét chú Vũ Linh làm gì? Cho nên á, trong câu chuyện này chúng ta thấy rằng á, rằng là Hồng Phượng nói là cái Hồng Phượng nói cho vui thôi, nó thật sự ra cái kiểu mà giả trân luôn chứ gì, giả trân dữ lắm luôn á. Tôi cứ thắc mắc hoài câu chuyện là em là không có thưa, em không có nhu cầu kiện tụng với vấn đề tài sản, chứ thưa là cái người thưa là mẹ em chứ không phải là em đó. Nhưng mà cứ guộc lòi ra cái vi bằng mà cái người yêu cầu lập vi bằng này là bà Hồng Phượng, mà trong khi đó bà Hồng Phượng này bà lập đúng cái ngày 5 tháng 3 luôn, là cái ngày cậu Năm mất luôn đó. Người ta đang lu bu trong công việc nhà thì bà này đi ra thừa phát lại, bà này đi ra thừa phát lại lập vi bằng và kêu thêm một người đồng minh đó là làm chứng là Đông Dương đó. Thấy chưa cô chú anh chị đó, những cái mà những người này á, họ nói hồi họ, họ mình thấy có điều gì đó thật sự. Bởi vì chỗ Phủ Lưng á, nói rằng là nhạt, thấy không? Còn chỗ Hồng Loan á, thì coi như là bình luận là ở trên viết trên trang cá nhân của mình là chỉ cần là sao kê minh bạch rõ ràng là được, còn những khác những chuyện khác không cần quan tâm đó. Những người này họ đã nói như thế thì cô chú anh chị biết rằng á, là coi như là tới giờ là họ vẫn chưa thấy họ sai ở đâu và sai ở điểm nào. Thứ nhất là những cái họ làm cho cái buổi diễn ra đó, họ giết, thấy không? Hồng Phượng có chia sẻ đó cô chú anh chị, coi như là giết rất là nhiều, mẹ em giết rất là nhiều, mà cuối cùng là đưa cho Hồng Loan. Hồng Loan nói một câu chứ cô Sáu giết cái gì con không hiểu gì hết trơn giết sao mà tới ta không hiểu. Rồi bây giờ đưa ra cái chỗ Hồng, mà Hồng Phượng đưa ra cái bản mà coi như là sao kê gia đình, gọi là sao kê gia đình, sao kê gia đình thì đưa nó ra thì coi như là mình thấy cũng không có thuyết phục được những người khán giả luôn, những người trong cuộc họp báo luôn. Thì cô chú anh chị thấy rằng là đâu ai thuyết phục được đâu, không ai nhìn thấy mà thuyết phục được cái người đưa, cái người đưa ra cái bản sao kê gia đình. Và cái người xem vô họ nhìn rằng họ nói lắc đầu không biết nói cái gì nên lời luôn cô chú anh chị, nói làm sao mà nên lời được, đúng không cô chú anh chị? Cho nên trong cái câu chuyện này, nghệ sĩ Linh Thanh Điền lên tiếng về cái sự việc mà coi như là rất là buồn cho nghệ sĩ Vũ Linh, tới giờ cũng không được yên. Thì một phần cũng là đúng, nhưng mà tại vì do chú chắc có lẽ là lớn tuổi hơi khó tính, nên trong cái câu chuyện này chú chỉ muốn kết thúc sớm. Còn những người khác thì họ vẫn đưa nêu mô tả câu chuyện này ra liên tục. Thì thôi, mỗi người có mỗi ý kiến, mỗi người có mỗi suy nghĩ tâm tư riêng ha. Chú có quan điểm của chú, mọi người có quan điểm của mọi người. Thì cho nên trong câu chuyện này chúng ta thấy rằng á, thôi ai có quan điểm của người đó, thay vì người ta không làm cái này người ta cũng làm cái khác, đúng không? Người ta không giật tít cái này thì người ta giật tít cái khác. Nhưng mà trong câu chuyện này thì những người mà người ta có những cái mà người ta trình mà người ta quay thì người ta muốn cập nhật cho những vị khán giả trên fan hâm mộ trên kênh của người ta để người ta cập nhật mà thôi. Mỗi người có một cách suy nghĩ riêng, cho nên là chúng ta không thể nào áp đặt cái tư tưởng suy nghĩ của mình vào trong chuyện người khác được đó. Thôi nói chung là cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì nội dung chúng lòng vòng cũng như thế thôi, thì cũng không có gì khác hơn. Thì cũng xin chào tạm biệt của chú anh chị, mình xin hẹn gặp lại của chú anh chị trong những video tiếp theo. Ai chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh, ai chưa bấm theo dõi trên fanpage hãy bấm theo dõi trên fanpage quý vị nhé. Một lần nữa xin chào tạm biệt của chú anh chị, hẹn gặp lại của chú anh chị trong những video tiếp theo. Bye cả nhà mình. Xin chào quý bà con, đây là nước cốt nhàu ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, cực kỳ tốt cho sức khỏe con người ha. Chúng ta biết rằng là Hàn Quốc, Nhật Bản hiện giờ người ta đang sử dụng nước cốt nhàu ủ đường và là làm thành viên để là làm túi trà uống cực kỳ tốt sức khỏe, hỗ trợ về đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt. Nên chúng ta nên sử dụng nước cốt nhàu, vì người lớn tuổi chúng ta khi mà sử dụng thuốc tây nhiều sẽ bị tác dụng phụ. Sẽ bị tác dụng phụ, còn nước cốt nhàu này thì không có tác dụng phụ nha bà con. Bà con cứ yên tâm về chất lượng sản phẩm, vì đây là sản phẩm nhà em làm, gia truyền nhà làm đã bao nhiêu đời nay sử dụng rồi. Và cô chú anh chị nên nhớ một điều như thế này nè, cực kỳ tốt luôn nha, nó không có tác dụng phụ nè. Lưu ý giúp em là bệnh nếu có bị tiểu đường là không uống được nha, vì trong đây là ủ với đường, hương vị của nó cực kỳ dễ uống, là chua chua ngọt ngọt ha, hương vị cực kỳ dễ uống, chua chua ngọt ngọt. Nó trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt. Bà con mình cứ yên tâm mà sử dụng, vì sản phẩm nhà làm nguồn gốc rõ ràng, không pha chế bất kỳ những cái loại mà có hại cho sức khỏe con người, chỉ nhào và đường lên men tự nhiên của chú anh chị nhé. Hương vị cực kỳ dễ sử dụng, chua chua ngọt ngọt nha của chú anh chị. Đó, bà con cứ mạnh dạn điện thoại số Zalo trên màn hình nha.
chúng tôi sẽ coi như là tư vấn tận tình cho bà con nhé. Nước cốt nhào, ủ đường, trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, thần kinh tọa. Sản phẩm 300 ngàn một chai, bao ship toàn quốc như có gì. Giá 300 ngàn một chai, bao ship toàn quốc. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn bà con và chúc bà con những người mà bị đau nhức xương khớp sử dụng nước cốt nhào này sẽ mau hết bệnh nha bà con nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại bà con.